Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. BMW Anity 2008 chính hãng nhập từ Đức có gì khác biệt? Cái chiếc Anity 2008 đầu tiên đã chính thức có mặt tại showroom BMW Motorrad Việt Nam. So với bản trước đó thì cái chiếc Anity 2008 có gì khác biệt? Hãy cùng chúng tôi soi chi tiết cái mẫu xe Lexus của Đức rất được ưa chuộng tại Việt Nam này. Những thay đổi đáng kể của chiếc Anity 2008 so với bản trước đó. Hệ thống cái phục trước được sử dụng cái phục của BMW S1000ER có thể điều chỉnh được. Nhanh trước và sau được thay thế bằng dạng LED với thiết kế nhỏ gọn hơn. Đồng hồ đôi dạng tròn cổ điển. Ở bản cũ thì có thêm cái bảng điện tử nằm giữa hai mặt đồng hồ tròn này. Cái gắp sau được sơn tới điện màu đen, phiên bản trước có màu bạc. Như chúng tôi đã đưa tin trước đây, cái lô hàng BMW Anity 2008 đã chính thức về Việt Nam do Taco BMW Motorrad Việt Nam nhập khẩu trực tiếp từ Đức, với mức giá bán sẽ được áp dụng mức giá tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Và lô hàng Anity 2008 bao gồm đầy đủ các dòng xe như Dacia, Chrysler, Urban Set, Racer, kèm Beaver. Đồng hồ dạng tròn cổ điển tích hợp sẵn đồng hồ điện tử rất là gọn gàng trên cái chiếc BMW Anity 2008. Và sau đây là vài thông số kỹ thuật của chiếc BMW Anity 2008. Cái động cơ Boxster với dung tích 1170cc làm mát bằng không khí và dung dịch. Công suất 110 mã lực tại vòng tua máy 7750 vòng trên phút. Mô men xoắn 119 Nm tại vòng tua máy 6000 vòng trên phút. Kích thước dài rộng cao lực 2220 nhân cho 890 nhân 1165 mm. Cái trọng lượng là 225 kg. Cái dung tích bình xăng 18 lít. Cái chiều cao yên là 785 mm. Lớp xe ở phía trước 120/70 ZR17 và lớp sau 180/55 ZR17. Hệ thống quanh đĩa, đĩa đôi 320 mm ở phía trước và đĩa đơn là 265 mm ở phía sau. ABS là trang bị tiêu chuẩn. Hệ thống treo phuộc trước dạng ốp xe đầu của cái chiếc BMW S1000ER, phuộc sau là dạng monoshock. Xi nhan trên cái chiếc Anity 2008 đã được thiết kế lại nhỏ gọn hơn, sử dụng công nghệ cái đèn LED. Gắp sau của mẫu xe này được sơn tới điện màu đen thay vì màu bạc trên phiên bản trước đây. Cái mẫu xe Lexus mang hiệu nước Đức có cái chiều cao yên là khá thấp, 785 mm, phù hợp với thể trạng của người Việt. Cái trọng lượng của xe dựng mức 225 kg. Dung tích bình xăng 18 lít. Cấp sau vẫn là dạng cấp đơn đặc trưng của nhà BMW, sử dụng hệ thống truyền động bằng trục cắt đằng. Bô xe được thiết kế nằm bên trái, cái điểm chung của nhiều mẫu xe nhà BMW. Cái động cơ của chiếc Anity 2008 vẫn được giữ nguyên cái động cơ Boxster truyền thống. Anity Lexus 2008 sử dụng cái bộ vành cầm với cái bộ đĩa đôi ở thân trước và đĩa đơn trên cấp sau, cùng với đó là hệ thống chống bó cứng phanh ABS tiêu chuẩn. Yên xe được thiết kế đậm chất cổ điển, yên ngồi cũng rất thoải mái. Với phong cách Lexus thì cái chiếc BMW Anity có cái dáng ngồi lực cực kỳ thoải mái với cái đồng cao, cho kiểu dáng ngồi cũng khá bề bề, thể hiện được cái sự tự do, phóng khoáng, đậm chất và hưởng thụ mà chỉ có những dòng Lexus mới mang lại được. Và Anity 2008 được BMW trang bị có động cơ Boxster với dung tích 1170 phân khối, hệ thống làm mát kết hợp giữa không khí và dung dịch. Cái động cơ của mẫu xe mới này cho ra công suất cực đại 110 mã lực cùng mô men xoắn cực đại 119 Nm. Và giá của chiếc ô tô BMW Anity 2008 chính hãng nhập từ Đức được Taco BMW Motorrad công bố trong thời gian sắp tới, và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật, các bạn cùng đón xem nhé. Cảm ơn bạn dọc này là kế tiếp, nhớ like, subscribe.